Hello mọi người, lại mời cùng đến đây. Hôm nay mình sẽ ăn bát xanh các bạn. Các thử. Mọi người đã có một cái ly với mình sẵn và đã bắt sử dụng. Cái này là chân châu. Chân châu này. Nên mình sẽ đầu tiên các bạn, đầu tiên cắt hai cái này ra, đó là phần cái này. Để em hút cà chút. Phải lấy cái mặt này chút. Cái này bạn quay bạn vô để mở. Phải vệ sinh cái như thế nào? Tâm thì cái bàn ghế vệ sinh của xong cái là đóng đóng lại hay dặn nhiệt đi. Xe bát đây của cái đây dùng sẽ có chân trâu trong đây á, nhưng mà mình bị che lại rồi tại cái nút dữ lắm nha. Nhưng mà thôi thì cũng bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video sau. Mình nhớ subscribe kênh và kênh mọi người nhớ hợp cái này nha.